Chào mừng bạn đến với Munchido Food. Hôm nay bạn sẽ tìm thấy một thử thách, trong đó các nhân vật nữ của chúng ta sẽ tìm thấy chính mình bên trong các khối lập phương nhiều nút. Các bạn nhấn được điều gì sẽ nhận được một món ngon. Wow, một thử thách thật là thú vị đang chờ chúng ta. Ôi, mong là có gì đó sẽ hay ở nút sau việt xanh này. Nào nào, có vẻ như Lily đã bấm nút rồi. Bạn đã sẵn sàng cho mẻ món ngon đầu tiên của mình chưa? Lần này, bạn sẽ có dưa chua. Chúng có màu xanh như cái nút bạn đã nhấn. Và rất là khó chịu luôn. Tớ hy vọng cậu sẽ thích dưa chua. Nhận lấy đi. Ôi, trời ơi, kinh khủng. Cái gì mùi hôi thối vậy? Tất nhiên rồi, đấy là nước. Trời ơi, đây là nước dưa chua. Trời ạ, trong chùng món salad thì tớ thích. Nhưng có lẽ theo cách này mình cũng thích. Mình nghĩ tồi tệ hơn. Cảm ơn bạn nhé, dưa chua thậm chí rất là ngon. Bạn muốn thử không? Ôi, cậu ăn cái này như thế nào vậy? Nếu không muốn thì không cần phải thế. Thôi, mình đi gặp Suzy đây. Có lẽ cậu ấy sẽ cho tớ thứ gì đó ngon hơn. Tất nhiên, nếu cậu ấy nhấn đúng nút. Điều chính là không phạm sai lầm. Tớ rất thích zombie này, trên nút màu vàng. Mình sẽ chọn cái này vậy. Lựa chọn tốt đấy. Bây giờ Suzy, cậu sẽ ăn phải cả một đĩa ốc thôi. Thật tốt đó là kẹo dẻo. Tớ sẽ không từ chối thứ này đâu. Suzy, nhận lấy nhá. Ôi, trời ơi, đây là ốc. Ôi, sợ thế. Cậu lấy nó từ đâu vậy? Đến từ đâu vậy? Thật kinh khủng. Dừng lại. Hình như có gì đó không đúng với bộ não này. Không giống não thật cho lắm. Đúng rồi, đây chỉ là kẹo dẻo thôi. Và tớ còn rất sợ chứ. Ôi, ngon làm sao. Vì những bộ não như vậy, tớ có thể trở thành một zombie. Nó rất là ngon. Ờ, những âm thanh này đến từ đâu vậy? Tại sao một bức tường lại rung vậy? À, tại sao không ai cảnh báo tớ về zombie? Ôi, và tại sao lại có cái mũi nhọn này đâu vậy? Lấy nào đi, đừng chạm vào người tớ. Trời ạ, đừng dám chạm vào tớ. Tớ đần hết lại lấy hết cả mứt cam đi. Ôi, trời ơi, tớ sẽ cho hết. Đây, đây, nhận lấy đi. À, có vẻ như các bạn ấy không muốn ăn mình đâu. Đây, các bạn ăn đi. Ôi, hóa ra là không sợ cho lắm. Ôi, hết rồi. Trời ơi, bây giờ họ sẽ ăn mình mất. À, họ chỉ muốn cảm ơn mình. Ừ, không sao đâu. Ôi, còn muốn chụp ảnh nữa chứ. Ok, tôi không nghĩ zombie lại đáng yêu như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Tạm biệt mọi người. Và xin lỗi vì lúc đầu mình đã sợ. Chỉ là rất bất thường khi nhìn thấy bàn tay xanh thôi. Ôi, ảnh còn rất là đẹp nữa chứ. Wow, tôi thậm chí không biết sẽ có zombie thực sự đấy. À, các bạn cần gì của tớ? Cứu! Các bạn làm gì vậy? Ôi, tớ tự xé mất sợi tóc của mình rồi. Trời ạ, sợ quá. Ôi, không sao, tớ vẫn rất đẹp dai. Nếu mà các bạn đồng ý hãy viết trong bình luận nhé. Lily đến lúc bấm nút rồi. Mình nghĩ mình sẽ chọn... Khó quá, hay mình sẽ lựa chọn cánh ngẫu nhiên nhé. Ôi, hy vọng màu vàng là màu tốt. Lily, cậu may mắn lắm, bởi vì đằng sau những chiếc nút này là một chiếc bánh rất là lớn. Nó được trang trí bằng dâu tây và kem dâu tây nữa. Tớ sẽ không từ chối vẻ đẹp như vậy đâu. Thử nào. Ôi, nó ngon quá. Nhưng mà tớ sẽ phải đưa tất cả cho Lily. Dù tớ rất ghét phải nói lời tạm biệt với chiếc bánh này, nhưng đây là quy tắc. Lily, tớ hy vọng cậu sẽ thích nó. Ê, cậu làm gì vậy? À, hình như cái gì đó ngon. Chính xác, đây là bánh. Ôi, cũng là yêu thích của mình nữa chứ. Dâu tây. Ôi, đây tớ gọi là may mắn. Thật tiếc thì tớ không thể để lại một miếng cho riêng mình, mặc dù tớ cũng rất muốn. Lily, đừng quên lòng tốt của tớ nhé. Tớ đã cho cậu nguyên một cái bánh dâu tây đấy. Ôi, hãy ăn cho nó cả hai chúng ta nhé. Với niềm vui thôi.
Ôi, ngon quá. Ôi trời ơi, đừng ném những miếng lớn như vậy đấy á. Nó đánh vào đầu mình mạnh lắm. Ôi. Ôi, có lẽ tớ được thử kem. Tại sao tớ lại đứng ở đây chứ? Ngon quá, nhưng tại sao tớ lại đau đầu lắm? Ồ, có vẻ như có một cái cục rất là sưng. Ôi, trước khi Lily đến đánh tớ, tớ sẽ chuyển sang Suzy nhá. Còn tớ thì đã chọn được cái nốt rồi. Lần này tớ sẽ tin tưởng vào vẻ đẹp của màu xanh. Wow, tất nhiên Suzy không may mắn như Lily, nhưng cậu ấy cũng nhận được một thứ rất là ngon. Suzy, uống ít nước chanh đi nhá. Tuy nhiên nó có đá, vì vậy hãy cẩn thận để không bị đau họng nhá. Ôi, trời ơi, bây giờ lạnh thế. Ôi, hình như tôi thấy lạnh quá. Tất cả là chỉ vì ly nước chanh này. Ôi, tôi không có thời gian để uống bất cứ thứ gì. Cái gì đấy? Chanh sao? Này, cậu tự ăn chanh đi, nhận lấy đi. Ôi, cậu đã làm gì vậy? Mắt của tớ. Tại sao cậu lại dám? Đáng đời. Ồ, có vẻ như băng thực sự hoạt động rồi. Tớ muốn đường ngon. Cố lên nốt màu vàng, đừng làm tớ thất vọng. Tớ cảm thấy như một cái nút đã được nhấn rồi. Lily lại chọn màu vàng. Và cậu ấy lại rất may mắn, bởi vì vòng này cậu ấy sẽ nhận được một mớ mứt dâu tây đây này. Hãy nhìn xem tớ có một cái lọ to như thế nào, đủ cho tất cả mọi người. Và một lần nữa, tớ không muốn cho Lily ăn một món ngon như vậy. Ôi, đẹp chưa này? Ôi, ngon nữa chứ. Đồ của tớ đâu? Đồ của tớ đâu? Được rồi, nhận lấy đi. Nhận lấy này. Ôi, tuyệt quá, tớ lại gặp may rồi. Tớ chưa bao giờ nghĩ thử thách này lại khiến tớ hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc và no. Quả mứt có giá trị bằng vàng. Chúng rất là ngon. Sao Suzy, bây giờ đến lượt cậu bấm nút đi nào. Tớ hy vọng màu mùa hè, tức là màu xanh lá cây, sẽ không làm tớ thất vọng. Suzy, cậu đang gặp may mắn đấy. Đặc biệt là nếu cậu là chim, vì sau nút này là thức ăn cho chim. Dù chưa thử bao giờ, nhưng có lẽ mọi người sẽ rất thích đấy. Suzy, sao hãy nói cho tớ biết cậu thích thế nào nhá. Cái gì đấy, hạt giống? Tớ nên làm gì với chúng? Tớ không phải là con quả để ăn như vậy mà. Nhưng cậu phải ăn thôi, tớ có rất là nhiều. Ồ, tớ thật là không may mắn. Ôi, ai biết được cái nốt màu sắc của thiên nhiên lại ẩn chứa thức ăn cho cư dân của nó chứ. Tớ phải ăn nó ăn sao? Tất nhiên rồi. Ê, tại sao lại nhiều chim vậy? Biến đi, biến đi, biến đi. Ôi. Wow. Hay nhận lấy thức ăn đi, đừng chạm vào tớ. Bay đi, bay đi, tớ không ngại thức ăn đâu. Cậu có thể ăn hết, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ôi, may quá. Ôi, tại sao mùi hôi thối vậy? Cái gì đây, giọt gì đấy? Ôi, thật là khủng khiếp. Đây là cất chim. Trời ơi, kinh khủng. Ghê quá. Ôi, cuối cùng chúng cũng bay đi rồi. Ôi, Suzy, có vẻ như cậu trở nên thành con chim rồi kìa. Cậu còn rất bốc mùi nữa chứ. Ôi, có lẽ tớ sẽ đi xa nhá. Hãy đăng ký kênh Mochi Do Food để không bỏ lỡ những thử thách hấp dẫn và vui nhộn khác nhé. Và hãy nhớ ghi vào trong phòng bình luận vòng nào cậu thích nhất ngày hôm nay. Tạm biệt.